Bicho. Sau gần 20 năm kể từ thời điểm Hoàng Châu Cách Cách ra mắt, người hâm mộ mới lại được tái ngộ nhân vật Lệnh Phi trên màn ảnh. Đã vậy lại còn trong hai dự án bom tấn đối thủ của nhau là Diên Hy Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện. Bảo sao fan hâm mộ lại không liên tục đặt lên bàn cân so sánh liên tục. Diên Hy Công Lược vừa kết thúc thì Như Ý Truyện ngay lập tức lên sóng. Nhiều khán giả xem cả hai, xem thời gian đầu không tránh khỏi tình trạng sốc nhiệt vì độ khác biệt của hai phim dù chung một bối cảnh lịch sử. Ngụy Anh Lạc, cung nữ bất tử với sức mạnh của nữ chính. Một trong những nhân vật cung đấu gây tranh cãi gay gắt nhất mùa hè này không ai khác chính là Lệnh Phi, Ngụy Anh Lạc, Ngô Cửng Ngôn. Dưới bàn tay nhào nặng của Vu Chính, Ngụy Anh Lạc vốn dĩ chỉ là một cung nữ phường thêu nhập cung với tâm cơ báo thù cho cái chết của chị mình. Mô típ nghe có vẻ quen thuộc, nhưng trình độ công phá mà Vu Chính cài cho nhân vật này lộ liễu đến mức khiến cho khán giả phải ngẩn tò te vì bất hợp lý. Vốn dĩ có xuất thân bao y, ấy thế mà Ngụy Anh Lạc trong phim cái gì cũng biết, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Bên cạnh tài năng thêu thùa thiên phú, cô nàng lại còn thuộc văn vách, điển tích, điển cố, mặc cho mình không biết chữ. Đây là một trong những chi tiết vô lý đến kỳ lạ. Không chỉ tài năng, khả năng tiên liệu như thần của cung nữ họ Ngụy cũng khiến người xem mắt tròn mắt dẹt khi lúc nào cũng đi trước kẻ thù một bước. Đã vậy, chặng đường thăng tiến cũng nhanh không kém. Vỏn vẹn 10 tập đầu, Anh Lạc đã từ cung nữ phường thêu trở thành nô tỳ thân cận, hầu hạ phú sát hoàng hậu Tần Lam. Từ tập 40, Anh Lạc quang lộ thần tốc khi từ quan nữ tử lên thẳng hàng quý nhân. Đến tập 50, Ngụy Anh Lạc chính thức trở thành Lệnh Phi, vị phi tần được Càn Long nhiếp viễn ân sủng bậc nhất hậu cung. Xuyên suốt Diễn Nghi Công Lược, người xem cảm nhận một Ngụy Anh Lạc bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng nấy. Đã vậy còn có tình yêu của Càn Long, bảo sao người ta không hoài nghi về độ ảo của nhân vật này. Về Yến Uyển, Lệnh Phi ăn hành nhất trong lịch sử phim cung đấu. Không may mắn được Vu Chính phù hộ giống như Lệnh Phi phiên bản của Ngô Cửng Ngôn. Về Yến Uyển, Lý Thuần của tác giả, biên kịch Lưu Liễm Tử có số phận thê lương hơn rất nhiều. Với chất liệu lịch sử, Lệnh Phi có xuất thân bao y, tầng lớp nô bộc cho người Mạn Thanh, Lưu Liễm Tử đã mạnh dạn khai thác Lệnh Phi từ một cung nữ thấp hèn có dạ tâm, bất chấp tất cả để vươn lên ngôi vị Hoàng Quý Phi, nuôi mộng làm hoàng hậu. Tuy Lệnh Phi là một trong những trùm cuối hậu cung, nhưng Lưu Liễm Tử cũng chẳng tùy tiện hát game cho Yến Uyển phô trương như cách Vu Chính đã làm với Ngụy Anh Lạc. Hành trình trở thành phi tần của Yến Uyển phải nói vô cùng gian nan, thậm chí có phần man rợ bởi những hình phạt mà nàng ta phải trải qua. Từ rửa chân, lau giày cho gia quý phi, tân chỉ lôi, bị dung bội tát gần 1.000 cái vì tội hát sướng lung tung, phạt treo ngược người vì tự ý rời cung chạy theo Càn Long Hoắc Kiến Hoa. Vô vàn hình phạt kinh dị đã tạo nên một Yến Uyển càng ngày càng ác dơ và thủ đoạn. Điểm khác biệt lớn nhất của hai phiên bản Lệnh Phi của Diên Hy Công Lược và Như Ý Truyện đó chính là mồm miệng. Nếu như Ngụy Anh Lạc khẩu khí rất lớn, không hề ngán bất cứ ai trong Tử Cấm Thành, kể cả Hoàng thượng, thì Lệnh Phi Yến Uyển lại vô cùng yếu thế. Yến Uyển hoàn toàn không có gan lớn như Ngụy Anh Lạc, không dám tự tin cãi chim chẻm trước mặt Hoàng thượng. Đồng thời, Yến Uyển cũng luôn tự ti về xuất thân nô tỳ, không dám đôi co với những phi tần có gia thế mạnh. Nói chung, tư tưởng phải thoát nghèo của Yến Uyển mạnh đến mức khiến cô nàng không thể sang lên. Nhìn chung, cả hai bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện và Diên Hy Công Lược đều đã rất thành công khi khắc họa lại hình tượng Lệnh Phi nương nương, một nhân vật vốn đã đi sâu vào trong tiềm thức của người xem qua phiên bản Hoàng Châu Cách Cách. Nếu Diên Hy Công Lược chọn cách tiếp cận khán giả trẻ với hình tượng Lệnh Phi nữ trung hào kiệt, tung tăng diệt ác trừ tà, thì Như Ý Truyện lại để cho khán giả thấy một phiên bản Lệnh Phi với vô vàn dạ tâm, không từ một thủ đoạn nào để vươn lên trở thành người đứng đầu hậu cung. Trong thời điểm hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi Diên Hy Công Lược phiên ngoại sẽ lên sóng để xem cuộc sống của Càn Long nhiếp viễn và Lệnh Ý Hoàng Quý Phi Ngụy Anh Lạc lúc về già sẽ như thế nào.
Riêng Hậu Cung Như Ý Truyện cũng sắp đi đến hồi kết với vô vàn diễn biến hấp dẫn. Đều đặn 10 tập mỗi tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trên Tencent. Please pray for me. I was the black sheep of the family.